Xin chào các bạn. Thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi nghiên cứu phần tiếp theo của phổ cứ lượng, đó chính là sự phân mảnh. Ok. Trong khi nhiều nhà hóa học thì sử dụng cái phổ khối chỉ để xác định cái phân tử khối hoặc là công thức phân tử của một cái chất, thì cũng có những cái thông tin thú vị khác mà chúng ta có thể thu được từ cái sự phân mảnh của các cái ion phân tử. Ok. Mặc dù là mỗi cái hợp chất hữu cơ đấy là một cái sự phân mảnh của nó đó là một cái đặc trưng riêng, ok, hay nói cách là nó có cái mỗi cái thì nó có một cái khả năng phân mảnh riêng. Tuy nhiên là có những cái nhóm chất cụ thể thì nó sẽ thể hiện một cái kiểu phân mảnh xác định thông thường, cái lưu như vậy. Chúng ta đi cái phần đầu tiên là về các đặc điểm chung của cái sự phân mảnh. Ở đây chúng ta xem một cái ví dụ, đó là ví dụ về hexan, ok, với cái phổ của nó là ở hình 13.2. Thế thì khi hexan bị bắn phá bởi cái dòng electron đấy thì nó tạo ra một cái cation gốc rất là kém bền, có cái n trên z là bằng 86, ok. Thì có thể cái cation gốc này đấy có thể bị phân hủy bằng cách là gì, bẻ gãy các cái liên kết ở trong cái dòng đó, ok. Thì đây cái phổ đó các bạn thế thì đây chính là trường hợp sự phân mảnh, các cái phân mảnh khác nhau khi mà chúng ta nghiên cứu về cái phổ khối của hexan, ok. Rồi thì ở đây người ta sẽ phân tích kỹ hơn và chúng ta sẽ hiểu hơn về cái sự phân mảnh. Thế thì khi cái cation gốc đó các bạn đây phân tử hexan sau khi bị bắn phá thì nó tạo ra cái cation gốc, ok, có cái tỷ lệ m trên z bằng 86. Thì khi đó thì cái cation này rất là kém bền và nó có thể bị phân cách ở các liên kết CC khác nhau. Ví dụ trong hợp này ta phân cách liên kết CC này, ok, thì nó sẽ tạo ra một cái gốc radical CH3 và một cái cation, ok. Thế thì một cái sự mất một nhóm CH3 đó các bạn luôn luôn sẽ tạo ra một cái mảnh có cái gọi là cái phân tử khối đấy thì nhỏ hơn 15 đơn vị so với cái ion phân tử. Thì đương nhiên rồi ha, CH3 là 12 với 3 là 15, ok. Như vậy là cứ mỗi lần mất như vậy thì chúng ta sẽ cái phân tử khối nó sẽ giảm đi 15 đơn vị. Do đó cái phổ khối của hexan á thì nó xuất hiện những cái peak ở cái tỷ lệ m trên z là 71 là do cái cation này. Đấy, do cái cation này nó tạo ra. Okay. Thì hình 13.5 này sẽ mô tả thêm về các cái sự phân mảnh. Ở đây các bạn nếu mà phân mảnh ở nếu mà cắt ở vị trí số 4 này thì tạo ra cái cation này. Vị trí số 3 sẽ tạo ra cation này ha, số 3. Thì bên trái này là 4 carbon, bên phải 2. Như vậy các ở vị trí số 3 sẽ tạo ra cation này. Nếu các vị trí số 2 sẽ tạo ra cation 3 carbon này. Ok. Còn nếu các ở vị trí số 1 sẽ tạo ra cation này. Ok. Và sự xuất hiện của các cái mảnh này này thì nó để lý giải cho sự xuất hiện của các cái peak của nhiều cái peak khác nhau trong cái phổ khối của hexan. Ok. Đây, các bạn lưu ý như vậy. Và một cái đặc điểm đáng lưu ý của sự phân mảnh á, thì nó sẽ tạo ra các cation và các gốc. Và sự phân cách thường tạo ra nói chung á, sẽ tạo ra các cái cation các bô cation các bạn có nhiều nhóm thế bền hơn, okay. Tức là thường nó tạo ra những cái ion đó với cái hàm lượng lớn hơn, là lưu ý như vậy. Trong trường hợp này thì ở đây nó chưa có biểu hiện rõ cái này. Ở đây người ta cho chúng ta một cái ví dụ về cái phổ khối của 23 dimethyl pentan có một cái mảnh ở cái m trên z bằng 85 và 71, ok. Yêu cầu chúng ta là đề xuất cái cấu trúc có thể có của các cái ion này, các ion mà tạo ra các bích này, ok. 23 dimethyl pentan thì đây là 23 dimethyl pentan các bạn ha. Thì cái tỷ lệ m trên z nó là 100
Như vậy ở đây người ta yêu cầu người ta là hãy giải thích sự xuất hiện của các bit 85 và 71 à. Người ta lấy 100 từ 85 thì nó mất là 1 C 3 à, 1 C 3. Như vậy rõ ràng là ta tìm cái cách chỗ đó ta phân cách tạo ra mất đi một cái nhóm C 3. Thì đây là một cái cách có thể chúng ta có thể cắt tại cái vị trí số 1 này, ok, để tạo ra các bộ trong này. Thì khi đó nó sẽ giảm đi 15 đơn vị. Còn 71 thì 100 mà trừ cho 71 là 29, đồng nghĩa việc nó mất đi cái nhóm CH5. Như vậy ở vị trí số 2 này chúng ta cũng có thể cắt được và tạo ra cái calcium này và gấp tự do, ok. Như vậy là dựa vào cái cấu tạo, dựa vào cái khối lượng của các mảnh, chúng ta có thể đề xuất là các cái calcium có thể có, ok. Giờ ta sang cái phần tiếp theo là các cái kiểu phân mảnh của các cái nhóm chức mà chúng ta hay gặp. Thì mỗi nhóm chức như vậy á, nó có một cái kiểu phân mảnh rất là đặc trưng, chúng ta có thể phân tích được cái phổ khối. Ví dụ như anhydride và ceton, aldehyde và ketone, ta đọc là anhydride ceton. Thường sẽ xảy ra cái sự phân cách alpha, bẻ gãy cái liên kết giữa nhóm carbonin và carbon bên cạnh nó ha. Ok, thì cái sự phân cách này nó tạo ra một cái gốc và một cái ion. Đây các bạn ha, ở đây là cái phân tử của chúng ta, đây là chất carbonin nói chung ha. Thì nó có thể cắt tại chỗ này thì nó tạo ra một cái gốc R phải chấm đây, và khi cắt như vậy chỗ này sẽ tạo ra R C cộng O ha. Thì cái ion này nó được bền hóa bởi cái cộng hưởng, các bạn biết rồi, cặp ở trong là chuyển qua đây. Okay, như vậy cái ion này thì gọi là ion acylum, acylium, ion được bền hóa cộng hưởng. Đấy, như vậy đây cũng là phân cách alpha, ok, đối với chất carbonin. R thì có thể là hydro hoặc là alkyl, lưu như vậy. Còn R phải này phải là cái một cái radical, thì cái này là một cái góc alkyl rồi đấy, ok. Đối với alcohol thì có hai kiểu cách nha các bạn. Ví dụ alcohol ta có đây hai kiểu cách. Kiểu cách thứ nhất là kiểu cách alpha. Alpha tức là cách giữa cái nhóm R và cái carbon mà liên kết trực tiếp nhóm H đây. Ok. Còn cái đây là cái ion phân tử các bạn biết rồi. Cách này gọi là cách alpha. Ok. Cái alpha thì nó tạo ra R chấm gốc tự do. Và C chỗ này thành C cộng ha. Thì C cộng chỗ này thì cũng được bình hóa cộng hưởng. Bình hóa cộng hưởng. Thì ở đây gọi là các potassium được bình hóa cộng hưởng. Ok. Cách cắt thứ hai đó gọi là cách cắt đó là liên quan đến sự tách nước. Tách nước. Ok. Ví dụ đây là cái carbo, cái đây là cái ion phân tử. Như vậy nó sẽ có sự tách nước. Dehydration là tách nước, ok. Thì nó tạo ra một cái gọi là một cái mảnh ha. Cái mảnh này thì có thể xem như một alken đó các bạn, cái mảnh của alken. Ok. Thì bởi vì nó mất nước cho nên là cái phân tử khối của nó sẽ bị giảm đi 18 đơn vị. Như vậy á, sự mất nước từ một alken luôn luôn sẽ tạo ra một mảnh có cái khối lượng nhỏ hơn 18 đơn vị so với ion phân tử. Thì điều đó cũng dễ hiểu thôi, không có gì. Ok. Và nó tóm lại ở cái các nhóm chức thì ta lưu ý có hai cái điểm. Các hợp chất carbonin thì phân cách alpha. Cái alcohol nữa thì cũng phân cách alpha và phân cách theo kiểu tách nước. Đấy, ta lưu như vậy. Ở đây người ta cho các bạn một ví dụ là người ta yêu cầu chúng ta xác định các cái mảnh mảnh quang phổ, mảnh phổ khối đó, trong phổ khối khi mà chúng ta được tạo thành khi mà phân cách alpha của hai pentanol này. Okay, đây là một cái hợp chất carbonin, một ceton. Thì phân cách alpha thì phân cách liên kết này thì có hai cái trường hợp xảy ra do hai cái này khác nhau. Hoặc là phân cách theo hướng thứ nhất thì nó sẽ tạo ra CH3 chấm và cái gọi là acylium ion này, một cái ion acylium. Okay. Hoặc là phân cách theo kiểu thứ hai thì nó tạo ra gốc tự do này, cái này là gốc tự do và cái này là cái acylium ion. Okay. Như vậy rõ ràng là chúng ta cũng dễ dàng xác định được các cái mảnh mà có thể tạo thành ở trong cái phổ khối chứ không phải là quá không có việc gì là quá khó khăn. Cảm ơn các bạn. Ok. Ok, như vậy là bài học này đã giúp các bạn hiểu được cái sự phân mảnh. Đấy, và sự xuất hiện của
biệt của các cái mảnh đó ở trong phổ khối, đặc biệt là cái sự phân mảnh liên quan đến hợp chất carbonin và ancol. Ok, bài học của chúng ta đến đây là hết. Rất là cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bye bye.